Thưa quý vị, Nghị quyết số 05 về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2021 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn thành phố có 80% hộ gia đình, 100% doanh nghiệp có tài khoản giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động thương mại điện tử. Để thực hiện những mục tiêu này, thời gian qua thành phố đã có nhiều mô hình giải pháp, trong đó đã nhân rộng mô hình tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Hiện nay, tại hầu hết các tuyến phố trên địa bàn quận Hải Châu, người dân sẽ mua sắm hàng hóa rồi thanh toán không dùng tiền mặt ngay tại các gian hàng. Với đa dạng loại hàng hóa như thực phẩm, hàng tiêu dùng, thời trang, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ ăn uống, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, minimart, dịch vụ viễn thông với nhiều ưu đãi. Trước đây thì em thanh toán bằng tiền mặt. Nhiều khi quên mang bóp vào là cái gì đó thì nó bất tiện. Còn bây giờ thì thanh toán bằng quẹt thẻ thì nó nhanh hơn, tiện lợi hơn lúc nào mình mang điện thoại đi. Dạ, theo em cũng mình phải nhân rộng cái này ra. Vì nhiều khi họ quên nhưng mình cũng quẹt để rất đi ra tiền. Cái việc tạo mã này rất đơn giản, nhanh, tiện lợi. Đúng không? Ngày. Từ khi đăng ký mà đến cấp thẻ thì khoảng 1 đến 2 ngày là xong. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, từ năm 2022, quận đã triển khai thí điểm mô hình thanh toán không dùng tiền mặt tại một số tuyến phố. Trên cơ sở kết quả đánh giá và kinh nghiệm triển khai thí điểm, năm 2023, quận Hải Châu triển khai nhân rộng mô hình tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn 13 phường. Trước mắt, mỗi phường phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán không tiền mặt, chọn ít nhất 1 đến 2 tuyến đường để vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai mô hình. Mỗi phường chọn ít nhất từ 1 đến 2 tuyến đường triển khai cái việc là vận động các hộ kinh doanh là sử dụng các phương thức thanh toán không tiền mặt, đồng thời là vận động người dân cũng đến giao dịch tại các cái tuyến đường này là cũng sử dụng phương thức thanh toán không tiền mặt. Cái việc triển khai các tuyến phố không tiền mặt như thế này thì quận xác định đó là một trong những hoạt động để góp phần thực hiện công tác chuyển đổi số hiện nay trên địa bàn của quận và cùng với thành phố xây dựng thành phố thông minh. Mô hình tuyến phố thanh toán không tiền mặt đang góp phần cụ thể hóa mục tiêu sớm hình thành nền kinh tế số, xã hội số, công dân số của thành phố Đà Nẵng. Hiện nay tại các phường trên toàn thành phố, các hội đoàn thể, tổ công nghệ số cộng đồng đang đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để giúp người dân tiếp cận và sử dụng thành thạo các giao dịch trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến. Cho đến nay đó thì trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai các cái dịch vụ ngân hàng để thực hiện chuyển đổi số đó thì kết quả cụ thể cũng rất là khả quan. Dẫn chứng như thế này, ví dụ như là vấn đề mà trả tiền điện là trả tiền nước rồi trả học phí, trả viện phí vân vân thì hầu hết là được thực hiện trên cái môi trường điện tử. Và cho đến nay đó thì số lượng người nộp thuế qua ngân hàng qua kênh ngân hàng là đạt được 98%. Cái số lượng người mà nộp tiền điện đó thì đạt được 100%. Số lượng người nộp tiền nước là được 99%. Các ngân hàng thương mại đó thì để phục vụ cho khách hàng thì người ta cũng có những cái chính sách ưu đãi miễn giảm phí khi mà thực hiện qua cái môi trường điện tử. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang nghiên cứu các giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống viễn thông giá rẻ tại huyện Hòa Vang, khuyến khích người dân và doanh nghiệp tại đây sử dụng các dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là các dịch vụ ngân hàng điện tử để nhận và nộp các khoản tiền thuế, phí vào ngân sách, hạn chế thấp nhất việc sử dụng tiền mặt.